đèn mới. Mẫu đèn này có tên gọi là đèn laser DJ Royal Kai 02. Đây là một mẫu đèn laser quét tia 7 màu rất là đẹp, rất là sắc nét. Đó là mẫu đèn laser mới nhất của năm nay. Đèn này phù hợp để mọi người mua trang trí trong quán bar, vũ trường, beer club, phòng karaoke hoặc là những phòng bay tại nhà cũng rất là đẹp. Giá thành của mẫu đèn này thì khá hợp túi tiền để cho mọi người mua kinh doanh hoặc là mua trang trí tại nhà. Mình sẽ quay xa hơn một chút nữa đi, mọi người xem rõ hơn. Mình sẽ vừa phun thêm khói để cho mọi người nhìn rõ cái tia đèn laser hơn. Thì những cái dòng đèn laser thì mọi người có thể hỗ trợ thêm máy phun khói. Thì bên công ty bên mình có cung cấp tất cả các dòng máy phun khói từ cho phòng mini cho đến những cái sân khấu ngoài trời. Hiện tại mình đang quay giới thiệu đèn thực tế tại studio công ty BAH bên mình. Dòng loa mình đang sử dụng đó là dòng loa Boss L1 Pro 16. Cảm ơn mọi người đã xem video ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau.